Xin chào tất cả mọi người nha, mới về thùng tông đơ. Nhưng mà thùng tông đơ này mà về khoảng tầm tháng trước thì chắc là bán đắt hàng luôn. Tầm tháng trước thì bán tông đơ lên tù tì. Bây giờ khi mà các tiệm tóc nó mở trở lại rồi mà tông đơ mới về thì nó cũng không hợp lý lắm. Nhưng thôi kệ, hàng về cứ bán dần dần. Tông đơ này 12W, là công suất cũng khá là ok. Tên UT Star. Dòng tông đơ này những khách hàng nào mà họ đã mua ở nhà mình rồi thì họ biết rồi. Cái dòng này dùng chất lượng, cắt tới đâu là đi tới đó. Ở đây thì bên nhà sản xuất sẽ cho chúng ta một tờ hướng dẫn này, thường như đâu anh không ai dùng mấy. Một chiếc tông đơ chính của chúng ta. Lưỡi ở đây, cái này bằng sắt, còn cái lưỡi ở chỗ này thì nó bằng nhựa nha các bạn. Nhưng mà cắt rất chi là bén. Nhà mình đã dùng cái này rồi, đợt rồi cũng phải mang ra dùng một cái. Rồi, một cục pin sạc dự phòng. Để khi chúng ta đang cắt thì chúng ta cho cái này vào dùng tiếp, nếu mà nó hết pin cho này vào dùng tiếp rồi nó pin dự phòng. Rồi, những cái cỡ. Cái này để canh cái số ly để tóc bạn này, 3 3 6 9 12. Quê phù vị. Nọ dầu máy để cho vào cái đầu tông đơ để nó trơn. Cắt nó mượt mà hơn. Cái này là dây sạc pin. Tông đơ nó có rất nhiều loại giá nhé. Có loại 200, loại này là 240. Còn nếu mà mình thích loại rẻ hơn thì nhập loại rẻ hơn về cũng được. Mà sợ nhập cái loại rẻ hơn về thì nó sẽ cắt không đứt tóc, mất uy tín, cho nên là đâu không nhập về. Nếu mà loại nhập rẻ về bên đầu hàng họ báo giá thì nó chỉ khoảng độ tầm bán ra khoảng tầm 130 thôi. Mà mình nhập cái loại chất lượng về để bán cho nó ok. Và trên cái tông đơ ở đây này các bạn để ý số nha, 20, tức là để không như vậy cắt á, nó sẽ để lại tầm 2 phân đó. Này là để tầm 2 phân. Còn ai muốn cạo chọc á, thì chỉ chỉnh về 0.8, cầm đầu xoay đó, cầm đầu này xoay đó, cầm cái đầu này chỗ này xoay được đó, nó chỉnh được tóc 0.8 2 chấm đó. À, nó sẽ để lại phần tóc. Nếu mà nghe cái tiếng này đó. Nó đang chạy, tiếng rất chi là êm nhé. Không có tiếng chạy rất chi là êm. Mượt mà bạn, cắt tới đâu đứt tới đó. Chẳng nghĩ bây giờ tông một cái thử. Tông vài vòng là hết tóc luôn. Những cái dòng này khách nhà mình dùng ok. Chạy rất chi là êm. 240.000 một cái nha các bạn. Để gần cũng không nghe tiếng gì luôn. Này khách nhà mình dùng nhiều đây. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhé.